Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Những ngày qua, nhiệt độ ngoài trời ở Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt trong khoảng từ 11 giờ đến 14 giờ luôn ở mức cao từ 32 đến 37 độ, cùng với chỉ số tia cực tím UV được cảnh báo ở mức nguy hiểm. Tình trạng nắng nóng kéo dài đã khiến người di chuyển nhiều trên đường mệt mỏi. Nền nhiệt ngoài trời luôn đạt mức cao, có thời điểm lên đến hơn 37 độ C, thậm chí lên đến gần 40 độ C do bức xạ tỏa ra từ mặt đường và nhiệt, khí thải thoát ra từ các phương tiện giao thông. Nhiệt độ cao khiến sinh hoạt của người dân thay đổi, ra đường vào buổi trưa là một thử thách với nhiều người. Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định, đây là đợt nắng nóng nhất trong năm tại Nam Bộ, do vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén về phía Nam. Tình trạng này không bất thường vì thông thường vào thời điểm này, nhiệt độ khu vực vẫn cao, tuy nhiên do những ngày qua, gió yếu làm thời tiết oi bức hơn. Một người dân bán nước dừa trên đường Minh Phụng, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: "Chỉ có vì đồng tiền mới phải ngồi giữa cái nắng như thiêu như đốt thế này thôi. Trời nóng quá phải tìm cái gốc cây nào to, mát mới chịu nổi." Một người dân khác cho biết: "Mấy hôm nay trời nóng và oi bức quá rất khó chịu, nhưng tôi không đeo được khẩu trang, công việc nặng nhọc, cứ đeo là bị khó thở, vì vậy không chỉ tay chân mà mặt cũng cháy nắng." Đối phó với nắng nóng, một người phụ nữ ngụ quận 6 thành phố Hồ Chí Minh uống nước đá liên tục và thường xuyên mở máy điều hòa không khí nên có biểu hiện khô khát cổ họng. Chị cho biết: "Thời tiết này khiến cơ thể rất khó chịu, mỗi khi đi đường vào buổi trưa, tôi cảm nhận rõ mặt đường bốc hơi nóng rát vào mặt. Chính vì vậy, dù đã đội nón, trang bị đồ dài tay, đeo khẩu trang nhưng vẫn cảm thấy rát da." Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thị Ngọc Quyên, khoa thần kinh Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bình thường trung tâm điều nhiệt tự nhiên ở não sẽ điều chỉnh co giãn mạch máu, đào thải mồ hôi, tỏa nhiệt để thân nhiệt luôn duy trì ở mức 37 độ C, cho dù nhiệt độ môi trường bên ngoài có thay đổi như thế nào. Bác sĩ Quyên lý giải, khi hoạt động quá lâu dưới nắng nóng, con người dễ ngất xỉu. Ngất xỉu là một trong những dấu hiệu của sốc nhiệt, do cơ thể bị mất nước và muối nhưng không được bù đủ kịp thời, cộng với việc cơ chế điều nhiệt bị trục trặc khiến thân nhiệt vượt quá ngưỡng cho phép. Ngoài ra, mặc quá nhiều lớp quần áo không thấm hút mồ hôi, dính bết trên da cũng làm nhiệt độ và mồ hôi không thoát ra được, dễ dẫn đến sốc nhiệt. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Viết Hậu, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, một khi tế bào thần kinh bị tổn thương sẽ dẫn đến tình trạng sốc nhiệt nặng hơn. Bác sĩ Hậu chia sẻ, lúc này người bệnh có triệu chứng buồn nôn, nôn, chóng mặt, đau đầu, rối loạn tri giác, co giật, thậm chí hôn mê, có thể đã đột quỵ nhiệt, một bệnh lý nguy hiểm tính mạng. Chưa hết, tình trạng mất nước, mất muối, tụt huyết áp kéo dài sẽ gây thiếu máu gan, thận, tim mạch, ảnh hưởng đến chức năng nội tạng. Trước đó, ngày 3 tháng 5, người dân bước vào ngày nghỉ cuối cùng trong đợt nghỉ lễ kéo dài 5 ngày. Nhiều người dân sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh về quê là các địa phương miền Tây bắt đầu quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận tại cửa ngõ phía Tây của thành phố Hồ Chí Minh, lúc hơn 9 giờ, lượng phương tiện đổ về đây thông qua quốc lộ 1, đoạn qua xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh mỗi lúc một đông. Nhiều gia đình chở theo đồ đạc lỉnh kỉnh, thông tin từ báo Người Lao Động cho hay, lượng phương tiện nhiều nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe, chỉ vài đoạn trên quốc lộ 1 tại cửa ngõ phía Tây của thành phố có ùn ứ nhẹ. Người dân cũng dùng nhiều biện pháp để chống chọi với thời tiết nắng nóng trong quá trình về lại thành phố Hồ Chí Minh, trong đó chủ yếu là mặc áo chống nắng, mang bao tay, đeo kính râm, mang theo nước uống sẵn bên mình. Anh Nguyễn Trường Hải cho biết cùng vợ và con từ Vĩnh Long trở lại thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ lễ. Gia đình khởi hành bằng xe máy từ lúc 7 giờ sáng, mất khoảng 3 tiếng là đến được thành phố Hồ Chí Minh, đi giờ đó cho mát. Mình lên tới đây là vừa, đường từ quê lên đây rất trống, chỉ có về đến đoạn giáp thành phố Hồ Chí Minh là bắt đầu thấy đông đông, anh Hải nói. Anh Hải cũng cho biết do thời tiết quá nắng nóng nên anh phải dùng cả áo mưa để che nắng cho gia đình. Bán nước giải khát trên quốc lộ 1, bà Tô Thị Kiều Nga kể, người dân bắt đầu đổ về thành phố Hồ Chí Minh từ hôm qua mùng 2 tháng 5. Sáng nay, người ta lại quay lại thành phố cũng đông nhưng không bằng ngày hôm qua. Hôm qua xe đổ về đông lắm, nhiều đoạn bị kẹt, phải nhích từng chút một, bà Nga nói. Cũng theo bà Nga, có rất đông người dân chọn di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh trong đêm. Hồi khuya qua dù đã hơn 22 giờ, nhưng đường vẫn còn rất nhiều xe chạy. Họ đi vào giờ đó cho mát, chứ đi vào ban ngày trời nắng nóng quá, người phụ nữ lý giải. Trên trang web Weather Online của Anh và AccuWeather Mỹ, dự báo chỉ số tia cực tím UV tại thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 4 có lúc lên mức cực đại 13,
Đây là mức nguy hại có thể gây bỏng rát, ung thư da. Mới đây, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết từ ngày 2 tháng 5, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng tại Nam Bộ và kéo dài đến ngày 6 tháng 5. Trong đó, miền Đông Nam Bộ có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 35 đến 38 độ C, ngoài trời nhiệt độ lên đến 40-42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp từ 35 đến 65%. Cơ quan dự báo thời tiết cũng thông tin, thời gian xuất hiện nắng nóng gay gắt kéo dài từ 10 giờ đến 16 giờ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía Tây kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, thời tiết từ Trung Bộ trở vào nắng nóng gay gắt, thời tiết Nam Bộ trong ngày 3 tháng 5 nắng gay gắt, vài nơi chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh từ 34 đến 36 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ C. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Với trẻ em, chú ý tránh để trẻ em đẫm mồ hôi, gây cảm nắng hoặc ho sốt khi chuyển trạng thái đột ngột trong quá trình điều hòa ra ngoài trời nắng nóng. Cơ quan dự báo thời tiết cũng cảnh báo chỉ số tia cực tím UV tại một số tỉnh thành của Nam Bộ trong ngày 3 tháng 5 ở ngưỡng có nguy cơ gây hại rất cao. Chỉ số UV cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ và tỉnh Cà Mau đều là 10. Các ngày cuối tuần, chỉ số UV có thể đạt ngưỡng cao nhất 12 đến 13. Về xu thế nhiệt độ trung bình trong tháng 5 năm 2023 tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm, từ 0,5 đến 1 độ C. Đến giữa tháng 5, gió mùa Tây Nam có xu hướng bắt đầu hoạt động và mưa gió gia tăng, nắng nóng suy giảm dần tại khu vực Nam Bộ. Theo các chuyên gia y tế, người dân hạn chế ra đường trong khung giờ từ 11 đến 14 giờ hàng ngày. Nếu có việc bắt buộc phải ra ngoài, nên dùng trang phục dài tay, dài chân và dùng nón che phủ đầu mặt để che chắn cho da càng nhiều càng tốt. Ngoài ra, việc di chuyển liên tục nhiều giờ ngoài nắng có thể dẫn đến các triệu chứng say nắng, chóng mặt và đôi khi có thể dẫn đến đột quỵ. Khi bị sốc nhiệt đột quỵ do nắng nóng, người bệnh sẽ có những biểu hiện ban đầu điển hình như đỏ mặt, môi, da khô, mạch nhanh, thở nhanh, đau đầu, chóng mặt, vã mồ hôi, hoa mắt, khó thở, thở gấp. Sau đó, có thể xuất hiện tình trạng trụy mạch, sốt cao, hôn mê. Bác sĩ chia sẻ, đa phần sốc nhiệt do nắng nóng có thể tự khỏi sau khi người bệnh được nghỉ ngơi, uống đủ nước. Tuy nhiên, ở một số đối tượng có sẵn bệnh nền về tim mạch, huyết áp, người có sức đề kháng yếu thì có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe. Với đột quỵ, nếu không được nhận biết và cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như liệt nửa người, tê yếu chân tay, méo miệng, khó nói, rối loạn ngôn ngữ, thậm chí tàn phế vĩnh viễn hoặc tử vong. Các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng có thể trở thành đối tượng bị sốc nhiệt và đột quỵ khi nắng nóng, do đó cần chú ý các triệu chứng của những tình trạng trên để can thiệp xử lý kịp thời. Trong trường hợp bắt buộc phải ra đường thì nên mặc quần áo dài tay thoáng mát, đội nón rộng vành, hạn chế thời gian tiếp xúc nắng từ 10 giờ đến 16 giờ. Người dân cũng cần lưu ý chủ động uống nước, không nên đợi đến lúc khát nước mới uống. Nếu bắt buộc phải làm việc hay hoạt động trong môi trường nhiệt độ cao thì nên di chuyển đến nơi có không khí mát mẻ một lần một giờ, nghỉ ngơi khoảng 15 phút, sau đó trở lại công việc. Đặc biệt khi đi dưới trời nắng, dù cơ thể nóng bức khó chịu thì không được tắm ngay, kể cả không tắm nhiều lần trong ngày. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo từ sau ngày 7 tháng 5, nắng nóng ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ giảm dần. Trước mắt trong ngày 6 tháng 5, phía Đông Bắc Bộ sẽ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất là 40 đến 55%. Còn ở khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nhiệt độ phổ biến là 36 đến 39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian nắng nóng khoảng từ 10 đến 18 giờ, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 35 đến 55%. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp độ 1. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện tượng ENSO, sự biến đổi có tính chu kỳ không đều của gió và nhiệt độ bề mặt trên biển Đông Thái Bình Dương duy trì trạng thái trung tính từ nay đến khoảng tháng 6. Sau đó, nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương có xu hướng tăng dần và nghiêng về pha nóng El Nino. Cao điểm hè sẽ là 2 tháng 6 và 7 ở miền Bắc và từ cuối tháng 6 đến tháng 8 ở miền Trung, với khả năng xuất hiện nắng nóng gay gắt từ 37 đến 39 độ C và đặc biệt gay gắt từ 39 độ C trở lên. Dự báo Nam Bộ sẽ dứt nắng nóng từ tháng 6, miền Bắc kéo dài đến tháng 8, miền Trung đến cuối tháng 8.
Nhận định về bão, ông Lâm nói, do El Nino nên số lượng, cường độ bão, áp thấp nhiệt đới năm nay sẽ ít hơn giai đoạn 2020-2022, trung bình mỗi năm có từ 12 đến 13 cơn, trong đó 5 đến 6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Bão chỉ xuất hiện từ giữa tháng 6, từ tháng 8 đến tháng 10, có khoảng 6 đến 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới tác động chủ yếu đến miền Bắc và Trung. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!